Chào mọi người. Trong clip ngày hôm nay ấy, thì Trung sẽ nói về cái việc xử lý tình huống bi. Thì mỗi tình huống bi ấy, mình có rất là nhiều cách khác nhau, thì câu hỏi là mình nên sử dụng cách nào vẫn hợp lý. Thì Trung sẽ lấy cái đòn không chuẩn làm một cái ví dụ đi. Trong cái đòn không chuẩn ấy, thì bi kaze nó sẽ nằm ở vị trí đề ban và nó giữa bàn và nút số 2. Bi chủ của mình thì nó cắt bi kaze có hơn một can tay hơn chút xíu thôi, và đường tầm hai bi nó sẽ đi con nét trên của bi mục tiêu 2. Với cái đòn không á, thì Trung sẽ cầm cái vị trí ở đốt như vậy. Tay trước của mình á, thì gần là chốt, mình sẽ đánh rồi. Mình áp theo của mình sẽ đánh ở tâm của bị chủ, và mình sẽ đánh 3/4 trái. 3/4 trái thì cái mũi cơ của mình nó đi vào thịt của bi kaze nó khoảng một đầu cơ. Rồi, và thì trong cái đòn không ấy, thì mình sẽ phát lực như nào? Thì phát lực á, mọi người để ý là khi phát lực vào đòn không thì nó pha như có đòn tám, pha như tám và kéo. Và thì thế nào gọi là kéo? Kéo đấy là tay sau mình cầm hờ, và mình ra cơ mình sẽ cầm hờ nha mọi người. Cầm hờ là cầm hai ngón thôi, cầm hờ xong ra cơ mình sẽ bóp lại từ từ, bóp lại thì đó nó chính là kéo. Còn tán là sao? Tán mình sẽ bóp, hầu như mình sẽ bóp chặt lại từ đầu, bóp chặt lại từ đầu và mình tra cơ và mình bóp chặt hơn nữa, thì đó chính là tán. Còn còn không, nó pha giữa hai cái thì nó hơi bóp thôi, nó hơi bóp hờ, và khi ra tay mình sẽ bóp chặt lại và mình ghi cơ lại thì đó chính là đòn không. Cái mục đích của việc mà như vậy á, vị cơ lại nó sẽ làm cho bi chủ mình đi chết đi. Đặc điểm mà mọi người thấy đòn không mà mình đánh không chết đi thì đó không phải gọi là đòn không. Và điểm rơi thì nó khoảng tầm 14, 13, 14 đến 15 á. Thấy đây là một đợt rất là thiết đi. Rồi tiếp theo thì với cái tình huống như vậy á, thì mình sẽ có rất là nhiều cách xử lý khác. Tuy nhiên đối với Trung thì cái đòn không vẫn là Trung sẽ là cái đòn Trung sẽ sử dụng nhiều nhất, bởi vì nó đòn không thì nó rất là lợi hại trong bi-da-lít rồi. Bi-da thì đòn không nó tới 7 biến thế rồi. Thì hầu như trong những cuốn một tăng thì mình sẽ thay đổi không nhiều. Trung này nói hơi lan man, bây giờ Trung sẽ quay lại cái chủ đề chính ấy. Có nghĩa là cái thế bi này cách mình có 4 cách xử lý. Đòn không là một đòn đó. Cái đòn thứ hai chính là đòn cu lê. Cu lê có nghĩa sao? Cu lê có nghĩa là mình đẩy dài cơ, đẩy dài cơ và không có gân. Thì giống như ở trong ba băng mình chỗ đẩy chứ mình không có gân. Thì Trung với thế bi này Trung sẽ đánh 3/4 trái, cao cơ một áp phê lưỡi, và mình sẽ đánh tầm vô đây, đánh tầm vô 19-20 đó. Thì giờ chúng ta thực hiện cái đòn lên. Thì cái đòn cu lê á, nó có đặc điểm là mình đánh đẩy dài và mình không cần gân. Trong bi da mà những cái cú nào mà mình không cần gân ấy, thì đó là những cái cú rất là tốt. Chẳng hạn là mình đánh kéo, những cú một băng đánh một băng ấy, mình đánh sao mà mình không cần gân thì là cái kiểu đánh nó sẽ hợp lý hơn. Bởi vì nếu gân ấy,
mình thiếu gân thì nó thiếu, mà mình gân mà mình nhiều cái thì nó là dư, nên cái gân trong cái da lít là nó không tốt. Thì cái đòn cu lê thì lợi điểm của nó chính là không có cần gân, mình có đẩy thôi. Nhưng mà cái yếu điểm của nó sẽ là sống bi hơn một chút xíu so với đòn không. Tôi sẽ thực hiện lại cái cú này. Nó ra hơi sống hơn một chút xíu, nhưng mà dù sao thì nó cũng nằm ở trong khu vực thôi. Nằm trong khu vực này rồi từ từ mình sẽ xử lý lại thì không sao hết. Thì tôi vừa rồi tôi phân tích cho cái lợi và khuyết điểm của đoàn cu lê so với đoàn không đó. Bây giờ các cái thứ ba, khi mà mọi người tập mà khi mà mọi người tập cái đoạn không này ấy, mình hay bị cái vụ là mình đá phê. Đoạn không chính là cái đoạn mà tại sao nó đoạn không, mà không thế là rất nhiều không, mình đánh không áp phê này, mình đánh xong là đi nó rơi vào băng và nó rơi tự do, nó bị mất áp phê luôn, chứ nó không được tự nhiên đánh vào băng, nó bị đá phê. Thì đó là không, mà không mà chết đi nữa. Bây giờ thì cái cách đánh tiếp theo đó, thì trước đây Trung hay đánh, trước khi mà Trung đi học á, bên thầy Hùng thì có cách đánh vậy. Trung hơi nghiêng cơ một chút xíu và không áp thê. Thì kiểu nghiêng cơ mình hơi tán nhẹ một chút xíu á, thì nó cũng vô cái điểm 14, 15 và cũng rớt về. Thì cái lợi điểm của này, lợi điểm của nó thì nó rất là dễ đánh. Mình cũng không cần phải là ghiền tay, mình chỉ nghiêng cơ một chút xíu và mình đẩy thôi, nghiêng cơ đẩy, giống như đẩy cu lê á, nghiêng cơ đẩy nhẹ. Và nó chắc chắn không đi ra xoáy, và nó chết đi thì chết đi chăng còn không. Đó, mọi người thấy Trung hơi nghiêng cơ một chút xíu lắm, thì ra chết đi chăng còn không thôi. Thì cái loại điểm nó nghiêng chăng, nhưng mà khuyết điểm của mình á, mình có một cái khuyết điểm nhỏ nhỏ thôi. Những cú đánh trong bi da thì thường là mình hạn chế nghiêng cơ, và nghiêng cơ thì bi nó hơi nhạy lên chút xíu cho nó dễ bị lệch. Thì cái đó thì cái điểm đó là một điểm yếu điểm nhỏ thôi, mà cái điểm lớn nhất thì thực tế cái điểm nghiêng cơ này nó cũng là một cái biến thế của đòn không. Đòn không chuẩn, đòn không chuẩn cái đòn mà bằng cơ, thì cái nghiêng cơ này thì là một biến thế thôi, một biến thế của đòn không. Tôi sẽ thực hiện lại. Nghiêng cơ chút xíu. Không, mọi người thấy mình tung đánh nó vừa rồi rất là dày, nhưng mà không có ra phê. Đánh dày cho nhiều lực cho bên này về luôn, mà không thể ra phê. Rồi. Tiếp theo, cái cú đánh tiếp theo, cái cú đánh thứ ba, các xử lý thứ ba, chính là Trung sẽ sử dụng cái đòn sang lý áp phê hình. Có nghĩa là Trung sẽ kéo mỏng, Trung sẽ kéo cho ví dụ mình vào đây, bàn nút số 1 này, và sẽ đốt vào mình đánh khoảng 1 áp phê hình, cắm cơ kéo 1 áp phê hình. Cái cú này là cái cú rất là khó, là cú khó nhất trong 4 cú, nhưng mà nó là cái cú lợi điểm của nó là cái cú này là cú chết bi nhất. Nó nhiều khi nó chạy về nó đây, còn khi nhiều khi nó thiếu lực luôn. Mọi người thấy không? Bi đi rất là chết. Chết đi hoàn toàn luôn. Rồi tôi sẽ xếp lại thế này. Thì Trung sẽ phân tích cái yếu điểm của cú đánh này. Mọi người thấy lợi điểm thì quá lợi rồi, bởi vì nó là cú đánh chết đi hoàn toàn, nó còn chết hơn cả đòn không. Nhưng mà yếu điểm của nó là mình phải kéo thì mình cần phải gân thì nếu mà mình gân quá thì nó sẽ bị thiếu, nó sẽ đi lên trên, mà mình thiếu gân thì nó dư đi xuống dưới.
nên nên đỏ mà áp thể nghịch thì mình áp sang lý áp thể nghịch mình áp dụng trong trường hợp mà đi của mình là cái nó nằm ở vị trí lớn, có nghĩa là lớn nghĩa là mình khả năng trúng rất là cao, cái khoảng trúng rất là cao thì mình nên xài cái đỏ sang lý áp thể nghịch hoặc là ba đi nó gần nhau như vậy. Nó gần như vậy thì mình có quyền mình kéo sang ly vô, kéo áp thể nghịch vô thì nó không hụt được bởi vì nó khi nó quá gần rồi. Còn nó đã xa rồi, nó pi mà nó sát trong dọc như vậy á, mình kéo sang ly áp thể nghịch là rất là rủi ro. Nó hở ra một chút thì nó ok hơn. Thì đó chính là cái lợi và khuyết điểm của cái đòn sang ly áp thể nghịch. Đòn này khó, nó không dễ, chúng thấy nó không dễ. Vừa rồi có thể là trúng thêm á, chứ không bình thường là không được đánh cuộc rồi. Chết đi quá, rất là nguy hiểm. Thì với đòn sang ly áp thể nghịch thì mọi người mình nên tập nhiều thêm một chút xíu. Và nói chung là phải tập nhiều, pin này nó không dễ, tung vào đánh thiếu lực nữa mà. Đặc biệt anh em thì mọi người thấy ấy, với một thế đi thì mình rất là nhiều đường xử lý, chẳng hạn như là với thế này mà mình chẳng hạn với thế khác nữa đi, mình có thể là mình đánh lên trên kia, mình đánh lên cho pin mình chạy lên và pin đỏ nó qua bên này nó cũng gom lại, hoặc là mình đánh cái sổ xuống dưới thì đó, hoặc mình có thể quay qua mình đánh vàng thì rất là nhiều cái đánh, nhưng bây giờ chung chỉ nói đơn giản mình đánh để vào băng bị chủ vào ăn và bị đỏ lên kia nó về nó vọt thì ít nhất mình đã có bốn cách đánh rồi. Thì mọi người thấy là mình phải nên am hiểu rất là kỹ từng cú đánh, từng kỹ thuật cơ bản là cái nền rất là chắc để cho mình xử lý đi đó. Rồi từ đó thì mình mới quyết định là từng đường nào thế là đường gom nhất, hợp lý nhất, và với từng đường gom đó mình nên đánh loại lực nào là hợp lý nhất. Đặc biệt mọi người, chúng ta gặp lại anh em trong clip tiếp theo, chắc cũng về xử lý bi thôi. Còn giờ kỹ thuật cơ bản thì tôi cũng đã giới thiệu qua rất là kỹ rồi.